Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ đồng hồ. Vâng thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung người vợ thứ hai xinh đẹp của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng nổi tiếng cả trên sân khấu và trên màn ảnh nhỏ. Ông thường xuyên thủ vai những cán bộ biến chất, những kẻ trí thức đều giả, dê xồm hám gái. Đó là trên phim, còn về đời sống riêng tư, năm 21 tuổi, Trần Nhượng kết hôn theo mong muốn của cha mẹ. Sau 22 năm chung sống và có 3 người con, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng và vợ đã ly hôn. Sau cuộc chia tay này, ông có 10 năm sống độc thân, thậm chí không còn có ý định sẽ kết hôn. Song, khi được diễn viên Hoàng Yến mai mối với Bích Vân, một nữ doanh nhân kém Trần Nhượng 23 tuổi, ông bắt đầu cảm mến với cô gái này. Được biết, vợ thứ hai của diễn viên Trần Nhượng tên là Bích Vân, sinh năm 1975, kém Trần Nhượng 23 tuổi và là một doanh nhân. Sau một thời gian tìm hiểu, năm 2009, Trần Nhượng và Bích Vân kết hôn. Thời gian đầu mới tìm hiểu, Bích Vân thừa nhận cô khá e dè vì nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng lớn tuổi hơn cô quá nhiều. Bản thân Bích Vân cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên lại càng thận trọng hơn. Thế nhưng, sự chín chắn, điềm đạm của Trần Nhượng đã dần tạo cho Bích Vân niềm tin. Theo chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, cuộc sống của cặp vợ chồng chênh lệch nhau tới gần 2 giáp cũng có không ít những lần va chạm. Bích Vân còn khá trẻ, chỉ sắp xỉ tuổi con trai cả của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, nên thời gian đầu mới cưới, cô ngại với anh em bạn bè vì chồng quá lớn tuổi, lại là một nghệ sĩ. Đôi khi đi cùng nhau, người ta còn xì xào cho rằng Bích Vân và Trần Nhượng là bồ bịch của nhau. Bản thân nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng cũng lo lắng rằng Bích Vân quá trẻ, sự chênh lệch tuổi tác của hai người quá lớn, rất có thể sẽ không bền lâu cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng, giờ đây, khi nhắc tới người vợ kém 23 tuổi, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng luôn tự hào rằng Bích Vân là người phụ nữ của gia đình, luôn chăm lo chu đáo cho chồng con. Không chỉ yêu chồng, Bích Vân yêu luôn cả công việc và đam mê của chồng. Cô thường xuyên có mặt để ủng hộ nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng trong tất cả mọi sự kiện của nhà hát. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ, có thời điểm ông dựng vở mới cho nhà hát. Vì kinh phí quá eo hẹp nên dựng xong vở thì không có tiền đưa anh em đi biểu diễn. Bích Vân đã không ngần ngại bán 2 cây vàng của cô, đưa tiền cho chồng để lo toan cho anh em. Chia sẻ về bà xã thì bằng tuổi con trai mình, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng tự hào khẳng định với ông Bích Vân chính là một hậu phương vững chắc. Nói về cuộc sống vợ chồng, nghệ sĩ Trần Nhượng cho hay bí quyết để giữ gìn hạnh phúc gia đình ông chính là sự nhường nhịn, thấu hiểu lẫn nhau, nên mỗi khi bà xã kém tuổi nóng giận, ông lại là người bình tĩnh, tìm cách lựa lời nói chuyện và để vợ giảm bớt mâu thuẫn. Vì nghệ sĩ khẳng định khi kết hôn với Bích Vân, ông tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên giữa năm 2018, giữa hai vợ chồng xuất hiện mâu thuẫn và không ít lâu sau họ chính thức đường ai lấy đi, cả hai không có con chung và nghệ sĩ Trần Nhượng đã xác định thông tin này. Còn về Bích Vân, chị cho biết mình và nghệ sĩ Trần Nhượng sau khi ly hôn vẫn coi nhau như hai người bạn, thậm chí sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn họ vẫn liên lạc và đi ăn cùng nhau. Bên cạnh đó, người vợ từng có 10 năm chung sống bên diễn viên cũng chia sẻ hết tình vợ chồng thì còn cái nghĩa, nên chị sẽ luôn hết lòng giúp đỡ nếu chồng cũ gặp khó khăn. Nghệ sĩ Trần Nhượng sinh năm 1952, ông nổi tiếng từ những năm 1970 khi đảm nhiệm rất nhiều vai chính ấn tượng trong các bộ phim như Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Bản di chúc bí ẩn. Hiện tại, ông tiếp tục đảm nhận nhiều vai diễn viên phản diện, điển hình là một đại gia trong hài Tết, Bản nhiều vợ, hay ông Khanh quá vợ trong bộ phim đang nhận nhiều sự chú ý Những cô gái trong thành phố. Ngoài vai trò là diễn viên, ông còn tham gia làm đạo diễn sân khấu, ông chính là nguyên giám đốc đoàn kịch ngành công an nhân dân. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.